Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em gửi support để bạn nào KYC chưa thành công mà đang chờ việc hoài mái nha tất cả các bạn. Đây thì hiện tại sahara.com chương trình đăng ký nhận cổ phiếu miễn phí nó còn một ngày 27 nữa. Bữa nay là ngày cuối nha tất cả các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì tranh thủ đăng ký mà KYC liền nha tất cả các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào dự án nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch nè. Rồi các bạn bấm vào một support giúp mình nha tất cả các bạn. Đây bạn nào có nhiều bạn KYC chưa thành công thì làm theo phương pháp này nha tất cả các bạn. Cũng không có chắc chắn 100% nha tất cả các bạn. Nếu được thì ăn, không được thì coi như là bỏ nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào new tip nha các bạn. Rồi đầu tiên dòng đầu các bạn ghi chữ KYC. Bạn nào KYC thành công rồi thì khỏi nha các bạn. Còn đây thì video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Rồi dòng thứ hai các bạn ghi ID. Rồi các bạn 2 chấm nha các bạn. ID là cái tên tài khoản đăng nhập của các bạn nha các bạn. Ví dụ như tên đăng nhập bên của mình là 4 số 1 nè. Rồi các bạn xuống dòng nha các bạn. Rồi các bạn ghi email. Và 2 chấm. Các bạn bắt địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Rồi dòng chữ này mà mình có để trong nhóm Zalo của mình nha tất cả các bạn chỉ về copy mà lấy tên ghép, hoặc bạn nào có thể là ghi là tôi tài khoản của tôi KYC mãi sao không được xét duyệt nha tất cả các bạn. Xin sahara.com xem xét giùm. Rồi các bạn qua Google dịch qua tiếng Anh nha các bạn, rồi bạn bấm send gửi nha các bạn. Subscribe 18 server. Còn dòng đầu thì các bạn ghi tiêu đề là xác minh danh tính nha các bạn. Nhớ dịch qua tiếng Anh nha các bạn. Rồi các bạn bấm send là xong nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn. Mình thấy cũng có nhiều bạn KYC hoài không được. Mình cũng rất là muốn cho tất cả các bạn KYC thành công nha các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn.